Khi mình đeo chiếc đồng hồ này đi làm thì có nhiều người bảo mình đeo một chiếc đồng hồ nữ anh em ạ. Và mình cũng mỉm cười và cũng không có giải thích nhiều về một cái bản đồng hồ mà mình đang đeo trên tay. Tại sao mình không muốn giải thích? Bởi vì rất là nhiều người nếu mà không am hiểu sâu về đồng hồ thì người ta cho rằng mình đang đeo một chiếc đồng hồ mỏng và size bé giống như chiếc đồng hồ nữ, và đây cũng là một cái nhược điểm của những chiếc đồng hồ vintage xưa. Và những cái bản đồng hồ xưa thì nó không chống được nước anh em ạ, nên là anh em đeo phải giữ gìn nó rất là cẩn thận. Mà tại sao những cái người mà có kiến thức chơi đồng hồ họ lại đam mê những cái món đồ mà size bé tí và nó mỏng như thế này, không giống như những cái chiếc đồng hồ nam giới mà đời mới bây giờ nhìn nó như một chiếc đồng hồ nữ anh em ạ. Và xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và em xin giới thiệu đến tất cả các anh em một siêu phẩm độ mỏng hoàn hảo anh em ạ, mà giá lại bình dân. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rotary với một cái logo hình bánh xe với đôi cánh chim cực kỳ là đẹp. Và chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ chính hãng, đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé, bản đồng hồ Rotary mỏng dính anh em ạ. Và phiên bản đồng hồ với một cái thiết kế dáng tròn cổ điển với một cái size mặt lên tới 34 mm anh em ạ, mỏng nó khoảng 7,5 đến 8 mm. Và anh em cùng chiêm ngưỡng một cái bản đồng hồ Rotary nhìn nó rất là đơn giản, tinh tế và nhìn nó rất là thanh lịch, dành cho những anh em theo đuổi những cái phong cách nam tính, thanh lịch và rất là đơn giản, toát lên những cái nét đẹp thanh lịch cổ điển anh em ạ. Và bản đồng hồ Rotary này được sản xuất vào những năm 1960, được chạy với bộ máy cơ con lê dây anh em nhé, và zin mộc nguyên bản 100%. Anh em nhìn nước vàng nó rất là đẹp, và nó chạy với bộ máy cơ con lê dây. Anh em chỉ cần lên cót cho nó và anh em rút núm ra chỉnh giờ và anh em đeo thôi anh em nhé. Rất là tiện lợi và dễ sử dụng. Cái dáng này rất là thích hợp cho những anh em công sở văn phòng, đeo lên tay kết hợp với một chiếc áo sơ mi dài. Đấy, tôn lên cái vẻ đẹp nam tính mà rất là nhã nhặn anh em nhé. Bản đồng hồ Rotary này thì cá nhân em đánh giá nó cũng là một cái phiên bản đồng hồ mỏng dáng rất là vintage và công sở, với một cái dial nền mặt vàng mỡ gà và có một cái lịch góc 6 giờ, người ta gọi là lịch lọc. Anh em rất là thích những chiếc đồng hồ mà lịch lọc như thế này, bởi vì nó mang lại những cái may mắn và tài lộc anh em ạ. Đấy. Chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu đen. Đấy, rất là vintage mà nó làm nổi bật lên cái mặt nền vàng này. Bản đồng hồ Rotary này thì bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang giao lưu là 4 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì giá cực kỳ bình dân. Và với 4 triệu 500 nghìn đồng thì anh em được những cái nét vintage xưa, yêu thích những cái sự đơn giản và tinh tế, anh em được cái giá trị thời gian. Và những chiếc đồng hồ cổ này thì là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm, giá lại bình dân nữa anh em ạ. Và tất cả những chiếc đồng hồ bên shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em bán ra thì đều cam kết là hàng nguyên zin, chính hãng, đồng hồ Thụy Sĩ 100% và chưa qua làm lại sửa chữa gì anh em nhé. Nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video.